Phan Hải xin kính chào quý anh chị mình ha. Thì bữa giờ cũng có rất là nhiều các cô, các chị, các bạn gái nhờ Hải chia sẻ một cái bài thuốc mà Hải cũng đã chia sẻ cách đây 2-3 năm rồi, nhưng là quá Hải cũng không có chia sẻ lại. Thì các cô, các chị và các bạn gái thường chúng ta hay mắc cái bệnh nè, và rất là nhiều người bị luôn đấy. Nhiều đôi khi chúng ta không biết ấy, thì đôi khi rất là uổng. Đó là cái bệnh khí hư bạch đới, gọi là bệnh huyết trắng đó. Và lâu ngày thì nó sẽ bị viêm nhiễm phụ khoa. Thì như vậy thì chúng ta dân gian thì có rất là nhiều cách. Hôm nay Phan Hải sẽ chia sẻ của bạn chị mình một cách đơn giản nhất mà chúng ta ai cũng có thể làm được ha. Ở sau lưng Hải là một cái loại dược liệu, đó là lá trầu không ha. Đây, lá trầu này á thì nó có rất là nhiều cái công dụng, rất là nhiều công dụng. Ở đây cây cao, trầu cao. Hải sẽ bẻ một nhánh và Hải sẽ đi chia sẻ của bạn chị mình ha. Lá trầu không, thì lá trầu này á, công dụng của nó thì nó rất là tuyệt vời từ xa xưa đến bây giờ. Khi mà chúng ta bị khí hư bạch đới gọi là huyết trắng á, thì chúng ta phải xử lý nó liền để làm chi, để lâu ngày thì nó sẽ bị viêm nhiễm phụ khoa đấy. Thì khí hư bạch đới á, thì huyết trắng á, thì do ví dụ như chúng ta để ý đi, những người nào có cơ thể nóng, nóng nảy, nóng nực, là đôi khi là chúng ta nếu mà bị khí hư bạch đới thì do cơ thể nóng nảy, nóng nực. Thì như vậy thì chúng ta nên ăn rau nhiều vào, ăn rau nhiều vào và uống sinh tố rau má nhiều vào. Nhưng chung mà ăn canh, ăn rau nhiều vào nó sẽ mát cơ thể trở lại. Đồng thời chúng ta sẽ sử dụng cái lá trầu này, chúng ta kết hợp để hỗ trợ điều trị. Thì lá trầu này á, thì nếu như mà chúng ta lá vừa vừa như thế này nè, lấy lá vừa ha, thì chúng ta lấy 8-9 lá. Đó, lá bự hơn thì chúng ta lấy 6-7 lá, lá nhỏ thì chúng ta lấy 10 lá, 11 lá. Rồi ngâm qua nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo. Của bác anh chị mình lấy cho Hải khoảng 3 lít nước. 3 lít nước ha, nấu sôi lên. Và chúng ta sẽ, cái lá trầu chúng ta đã rửa sạch rồi, chúng ta dò cho nó dập 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 dập, chúng ta bỏ vào cái nồi nước đó. Để nó sôi lại cái trong vòng 1 phút rồi chúng ta nhắc xuống. Thì trong khi mà chúng ta đang nấu á, thì của ba anh chị mình đó là chuẩn bị cho Hải một cái ghế song trĩ á, cái ghế song trĩ ha. Thì bài thuốc này nó hỗ trợ điều trị cái hợp bạch đới và viêm nhiễm phụ khoa, ngứa, viêm nhiễm phụ khoa đấy. Thì chuẩn bị cho Hải cái ghế song trĩ là cái ghế nhưng mà ở giữa nó có cái lỗ cũng thấp thấp thôi, giống như cái ghế đẩu mà nó lùn lắm, lùn nó cách mà cái mặt đất khoảng chừng 4 cm, 4 gang mà 4 tấc á, 4 tấc, 4 5 tấc thôi. Đó mà ở giữa nó có cái lỗ. Đấy. Thì chúng ta khi chúng ta nấu cái nồi nước lá trầu này thì cô bác anh chị mình nấu xong á, cô bác anh chị mình nhắc xuống liền. Nó sôi lên nó à, cô bác anh chị mình nhắc xuống liền bỏ dưới cái ghế. Và chúng ta gỡ cái nắp dung từ từ ra và chúng ta ngồi đó để nó xong. Xong nóng quá chúng ta ngồi dậy. Xong cái hơi lên bởi vì lá trầu này nó có rất là nhiều tinh dầu và cái tinh dầu thì nó kháng viêm kháng khuẩn rất là tốt đấy. Chúng ta xong khi nào lá cái nước lá trầu nó nguội hẳn rồi, xong chúng ta lấy cái nước trầu này nè, chúng ta sẽ đổ ra một cái thau lớn lớn á, chúng ta ngồi vào và chúng ta rửa. Đây là cái lưu ý đây, khi chúng ta rửa thì chúng ta rửa bên ngoài thôi, chúng ta không có thọc tay sâu vào bên trong bởi vì như vậy thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới niêm mạc âm đạo đấy. Thì như vậy thì chúng ta làm như vậy thì một ngày chúng ta làm một lần thôi, không có làm nhiều lần ha, một ngày chúng ta làm một lần. Thì như vậy làm đến khi nào hết bệnh thì thôi, nó giảm đi cái vấn đề viêm ngứa do cái pH ở trong đó nó không có được bình thường, cho nên nó gây ra vấn đề viêm ngứa. Thì như vậy thì làm một ngày một lần đấy, và cộng với lại chúng ta ăn rau đồ nhiều vào. Có một cái bài thuốc á, hôm trước Hải có chia sẻ với anh chị mình là trị cái hư bạch đới từ cái rau ngổ trâu. Thì nếu mà chúng ta không có rau ngổ trâu thì chúng ta sẽ sử dụng cái rau ngổ ôm, đó là rau ôm niêm canh chua đó. Thì cái rau ôm đó của anh chị mình lấy cho 200 gram. Rồi ngâm qua nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo, cắt khúc bỏ vào máy xay sinh tố. Đổ cho Hải khoảng 200 ml nước nấu sôi để nguội.
và của bác anh chị mình đó là xay thật nhuyễn ra, bỏ vào 1-2 hạt muối, rồi xay thật nhuyễn, vắt lấy nước và chúng ta uống một lần, mỗi ngày uống một lần như vậy. Thì nó có công dụng gì? Thì như hồi nãy đầu video Hải đã nói rồi, khi chúng ta, cơ thể chúng ta nóng thì nó đâm ra rất là nhiều bệnh. Thì như vậy thì có khí hư bạch đới, khí hư huyết trắng. Thì như vậy chúng ta sử dụng rau má, rau ôm thì nó sẽ mát cơ thể. Bởi vì cái bài thuốc này, bài thuốc rau ôm này thì nó, cái rau ôm này nó có thể, nó làm mát cơ thể và nó có thể hỗ trợ điều trị sỏi thận. Đấy. Nếu như cô bác chị mình không thích đổ 200ml nước nó sôi để nguội thì cô bác chị mình đổ 200ml nước dừa tươi vào. Càng mát nữa. Thì như vậy thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta. Mỗi ngày uống một lần thôi ha. Sẽ một lời sai vậy là uống một lần. Uống sau khi ăn. Uống sau khi ăn khoảng 20 phút. Làm mát cơ thể. Trị, hỗ trợ điều trị huyết trắng khí hư bạch đới. Còn cái lá trầu này thì nó sẽ giúp chúng ta là hỗ trợ về viêm nhiễm phụ khoa. Đó, kết hợp như vậy ha. Và đây là hai cái bài thuốc chúng ta sẽ kết hợp uống trong và xong bên ngoài. Và dược liệu hãy nghĩ là ở miền nào cũng có ha. Trầu này ở miền nào cũng có nè. Rau ôm miền nào cũng có nè. Đấy, rồi sẽ có cô bác anh chị mình hỏi hải rồi cái ghế song trĩ đâu ra? Thì đi mua. Bây giờ là cái có tiền là chúng ta mua được hết à. Ha, ghế song trĩ ha. Thì chúng ta mua, không mấy nhà mình có ai mà thông minh thì khéo tay thì chúng ta tự chế ghế song trĩ ha. Và chúng ta làm khi đến khi nào hết bệnh á thì mỗi tuần chúng ta duy trì một lần. Một lần là lá trầu, rửa lòng xong và rửa lá trầu hoặc với lại một lần uống ha. Để chi? Để ngăn ngừa tái phát. Đó, làm như vậy. Bởi vì trong cái thực đơn hàng ngày của chúng ta thường thì hiện tại thì những cái thực đơn nó có rất là nhiều dầu mỡ nè. Rồi đồ nướng, đồ xào. Thì như vậy thì và đồ ngọt. Ví dụ như trà sữa nè, chè nè, nước ngọt nè. Những cái đó là những cái chất mà nó làm nóng cơ thể. Những cái món mà nó nóng cơ thể. Vậy chúng ta không kiêng cữ được. Thì như vậy thì chúng ta nên sử dụng cái bài thuốc để chúng ta duy trì cái sự ổn định của cơ thể, mát cơ thể. Hoặc là chúng ta không có sử dụng cái rau ôm. Khi trị hết bệnh rồi chúng ta không sử dụng rau ôm, bởi vì nó cũng có cái mùi cũng khó uống. Thì chúng ta uống ăn rau nhiều vào, ăn rau má, ăn giá nhiều vào, để cho cơ thể nó duy trì cái độ mát, bình ổn cái nhiệt độ. Thì từ đó thì nó cũng sẽ không có sinh ra nóng cơ thể, không có huyết trắng khí hư bạch đới. Đấy. Thì đó là những cái cách mà trong dân gian mà người ta thường rất là hay dùng để hỗ trợ cho chúng ta. Thì Phan Hải muốn giúp cô bác anh chị mình tham khảo. Phan Hải cũng không có thần thánh gì đâu, Phan Hải chỉ tìm hiểu. Tìm hiểu xong rồi Phan Hải chia sẻ lại cho bác anh chị mình chứ không. Tự Phan Hải không có sáng tác ra được cái bài thuốc đó. Bởi vì sao? Đây là một trong những cái bài thuốc dân gian rất là hay, ông bà ta đã duy trì đến bây giờ. Lá trầu này nó còn có rất là nhiều công dụng, ví dụ hỗ trợ điều trị bệnh gút nè, bệnh đau nhức xương khớp nè. Rồi lá trầu này có thể hỗ trợ điều trị cầu huyết mật ong, thì hỗ trợ điều trị viêm họng ho. Đấy. Rồi như mà trẻ mà bị lạnh phổi đó, chúng ta hơ lá trầu đắp vào. Chườm vào lưng vào ngực của bé thì phổi nó sẽ ấm trở lại. Nói chung lá trầu này nó nhiều công dụng lắm. Đấy, mà cụ Hải cũng đã chia sẻ hết rồi. Rồi thì cũng đã xong, thì cuối video Phan Hải cảm ơn quý bác chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ Hải trong suốt khoảng thời gian qua. Phan Hải xin kính chúc quý bác chị mình luôn mạnh khỏe và an lạc. Bây giờ Phan Hải xin kết thúc video đây. Bây giờ xin chào. Hẹn gặp lại quý bác chị mình trên kênh YouTube Phan Hải Channel vào 18 giờ ngày mai trên kênh